xếp sao Hoa tổng hợp 10 nữ thần quốc dân của showbiz Hoa ngữ. Thứ nhất, Quách Bích Đình. Quách Bích Đình là người đẹp xứng tên đầu tiên, nữ diễn viên sinh năm 1984, mang hai dòng máu Trung Mỹ, sở hữu đôi mắt hút hồn và nụ cười rực rỡ. Thứ hai, Angela Baby. Angela Baby sinh năm 1989, là ngôi sao triển vọng, có sự nghiệp lên như diều gặp gió. Dù có vướng tin đồn thẩm mỹ nhưng không phải cô đào nào cũng đạt được thành công như Angela Baby. Thứ ba, Đường Yên. Đường Yên cũng nằm trong danh sách nữ thần, cô đẹp dịu dàng, trung thành với hình tượng sạch trong showbiz. Có vài ý kiến cho rằng Đường Yên chưa đủ tài năng nhưng điều đó không khiến cô giảm lượng người hâm mộ. Đàn ông Trung Hoa đánh giá cô là nữ thần muốn được hẹn hò nhất. Thứ tư, Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, nổi danh là thần tiên tỷ tỷ của Trung Quốc. Trong các bảng xếp hạng nữ thần các năm qua, cô chưa bao giờ bị sót tên. Năm 2015, chuyện tình cảm với tài tử Song Seung-hun càng giúp cô tỏa sáng. Thứ năm, Lưu Thi Thi. Trong top 10, Lưu Thi Thi được đánh giá là người đẹp chín chắn và đằm thắm nhất. Sau khi kết hôn cùng Ngô Kỳ Long, cô hạn chế tham gia các sự kiện. Đây được gọi là một nữ thần của gia đình có thật. Thứ 6, Phạm Băng Băng. Sắc lạnh, cá tính và mạnh mẽ là những gì người ta miêu tả về Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên sinh năm 1981 được coi là ngọn lửa đầy sức sống của showbiz Hoa ngữ. Nhan sắc của người đẹp luôn được truyền thông ca tụng. Thứ 7, Cao Viên Viên. Cao Viên Viên cũng là một trong những nữ thần được chú ý. Không còn trẻ nhưng cô đánh bật thế hệ diễn viên đàn em bởi gương mặt tinh khôi không tì vết. Thứ 8, Thang Duy. Thang Duy xét riêng về ngũ quan chưa thật sự thanh tú, sắc đẹp chưa đạt tầm nổi trội. Nhưng cô hút người đối diện bởi vẻ đẹp như từ trong tiểu thuyết. Cô cũng được đánh giá là một trong 10 nữ thần showbiz Hoa ngữ. Thứ 9, Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô lọt vào top 10 dù gương mặt không thực sự xuất sắc. Điểm cuốn hút của Triệu Lệ Dĩnh là biểu cảm tốt. Thành công với Hoa Thiên Cốt, cô đang chứng tỏ vị trí tiểu hoa đán trên màn ảnh nhỏ. Thứ 10, Lưu Đào. Lưu Đào là người đẹp cuối cùng nằm trong danh sách top 10. Dù đã là bà mẹ hai con, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1978 vẫn mang đến vẻ đẹp vượt thời gian. Cô được coi là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của đàn ông Trung Quốc. Năm 2015, Lưu Đào ghi điểm nhờ thành công Lang Gia Bảng.